5 lưu ý khi tập vật lý trị liệu để an toàn và đạt hiệu quả cao. Việc tập vật lý trị liệu tại nhà giúp cái quá trình hồi phục nó diễn ra nhanh hơn, nhưng cũng cần tuân thủ những cái nguyên tắc để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Thứ nhất, tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi tập. Cơ thể mỗi người là khác nhau nên lộ trình tập luyện của mỗi người cần được thiết kế riêng bởi bác sĩ hoặc là chuyên gia y tế để tránh những cái tập sai cách dẫn đến những cái chấn thương mà không mong muốn. Thứ hai, đảm bảo môi trường tập luyện được an toàn, không gian tập luyện nhà nên rộng rãi, thoáng mát, tránh những cái vật cản để giúp quá trình tập luyện được thuận lợi và an toàn. Thứ ba, kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý. Dinh dưỡng đó đóng vai trò rất là quan trọng trong việc phục hồi chức năng. Hãy bổ sung đầy đủ những cái chất đạm, xơ, vitamin để tăng cường được cái hiệu quả tập luyện. Thứ tư, luôn có người giám sát khi tập, cần có người giám sát để kịp thời hỗ trợ và điều chỉnh khi cần, tránh tập sai tư thế hoặc là quá sức. Thứ năm, đó là tự cảm nhận cơ thể và ngừng khi mà chúng ta thấy bất thường. Đừng cố ép bản thân quá mức, nếu cảm thấy quá đau hoặc quá mệt hãy dừng lại và nghỉ ngơi, tránh tập luyện quá sức. Hãy theo dõi kênh của bác sĩ Minh để có thêm nhiều kiến thức y khoa.